Dạ xin kính chào quý cô chú anh chị em. Hôm nay shop Lưu Quốc Đồ Xưa xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị em là mới sưu tầm được một bộ salon chân chó Tây nha, rất lớn. Salon loại to. À. Đóng theo kiểu form người Tây, người Pháp xưa. Rất là lớn ha. Đó. Bộ này thì shop chỉ đi sưu tầm được hai ghế và một cái bàn thôi. Cái bàn rất đẹp nha. Cái bàn thì có được 4 cái chân cẩm lai. Nó giá trị nhất là 4 cái chân cẩm lai ha. Là một cái mặt bàn rất là dày. À. Đó, cái mặt bàn dày là được 2 phân nha, rất là dày ha. Đó, được đục dìm. Là mặt là gọi cái này là tại vì shop mới về chưa có đánh ra, cũng quay sơ lược cho quý cô chú chị em xem, rất là nặng ha. Cái này là những cái sới gõ này là muốn lên nu rồi, gõ rất đẹp. Đó. Cái gõ đỏ này nó muốn lên nu rồi, tại vì cái này là màu ố theo thời gian. Cái này bữa nào shop sẽ xả ra và quay lại một lần cho quý cô chú anh chị em xem. Đó. Dày, mặt bàn rất là dày, to. Đây là bốn. Đó, đây là bốn cái đặc biệt, này là bốn cái chân cẩm lai nha. Đó. Đây, bốn cái chân cẩm lai đây. Đó, này là nguồn nguyên bản luôn. Shop mới giao lưu về. Quay sơ lược cho quý cô chú anh chị em xem. Bàn lớn nha, bàn khủng nha, đóng cho phơm tây. Đó, cái này là gõ, trên đây gõ, mặt bàn gõ trên dưới. Chỉ đặt giá trị nhất mà cái mặt bàn và bốn cái chân cẩm lai ha. Mặt bàn rất lớn, bàn khủng này là tới 69 lần, rất lớn luôn. Salon chó Tây, bàn rất là to. Cái này thì chỉ có hai ghế thôi. Cái bàn này rất là lớn, nó có độ cao tới 60 lần mà bề ngang tới 69. Cái mặt bàn rất khủng, dày 2 phân ha, rất là dày. Mặt bàn gõ đỏ rất là đẹp nha. Đó, bàn gõ đỏ này nó muốn lên nu rồi nè. Cái này là mình chỉ xả ra là nó lên nu, rất đẹp. Đó, gõ đỏ được tuyển chọn rất là kỹ lưỡng nha, tại vì nó còn cái này chủ nhà để cái mặt kiến lên nó lâu ngày nó bị ố nha. Đó, nên mình chỉ cần mình xả nhẹ ra là lên lòi cây lên liền. Đó, bao đẹp luôn. Bữa nào shop sẽ đánh ra quay lại cho quý của chú anh chị em xem, mới sưu tầm về là quay liền. Đó, rất đẹp ha, nguyên một tấm rất chắc chắn nha. Chỉ có cái đường nhỏ dưới đây thôi, khoảng 10 phân này nè. Răng nhẹ 10 phân của ở giữa đây nè. Nè, cái mặt bàn dưới đây chỉ có răng nhẹ 10 phân thôi. Bàn lớn 69. Và ở đây là gõ đỏ, hai cái gõ đỏ thì giống nhau. Nha. Đó, cũng loại lớn luôn. Cái này là 63.5. Cái này dạng lớn ha, 63.5. Cái này thì nè, gõ đỏ hết. Rồi dưới đây là hai cái bề ngang là 55. Bề ngang của tấm này là 55. Chiều sâu vô là 54.5, cũng xem. Nhưng mà cái đỏ ở đây là không phải nguyên tấm nha, một tấm tới đây thôi. Ở đây là nối đây ha. Đó, hai cái như nhau. Rất là lớn ha. Đó, cặp ghế này sẽ phù hợp với cái bàn này. Còn anh em muốn giao lưu cái bàn hoặc là hai ghế cũng vẫn được nha. Đó, shop sẽ giao lưu hết. Có độ cao là 30. Còn đây là phía sau ha, cái form phía sau có đỏ ha. Đó.
nó đỏ phía sau. Anh em thích dâu lưu nguyên bộ này, shop báo giá cho nguyên bộ này á là 7.900.000 nha, gồm có 3 món, 2 ghế mà một cái bàn bằng khủng, 4 chân cẩm lai đó, rất đẹp ha, cái bàn rất là giá trị, bàn lớn 69 lận. Anh em muốn giao lưu bàn không cũng được đó, 7.900.000 cho 3 món, 7.900.000. Anh em không hiểu không rõ thì alo trực tiếp tới shop. Anh em nào mới vào xem nhớ đăng ký, chia sẻ và nhớ bấm cái chuông để thông báo video tiếp theo. Shop Lê Quốc Đồ Xưa xin cảm ơn rất là nhiều. Anh em không hiểu không rõ thì cứ mạnh dạn điện lấy số số điện thoại, số tổng đài của shop để shop quay trực tiếp cho quý cô chú chị em xem, đo kỹ lưỡng hơn. Shop Lưu Bức Đồ Xưa xin cảm ơn trong thời gian qua quý cô chú chị em đã ủng hộ shop và tin tưởng đồng hành cùng shop. Anh em nào cứ đến đây giao lưu, chia sẻ học hỏi đến nha, lẫn nhau là shop vui rồi. Anh em không cần anh em phải giao lưu đó, anh em cứ xem và chia sẻ với nhau là ok. Shop thành thật cảm ơn. Cuối video clip cũng cảm ơn quý cô chú anh chị em rất là nhiều. Kính chúc sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và được bình an.